Để này mình dịch nổ cái cho các bà con cùng nhìn thấy được công tắc đấy, rất là nhẹ nhàng đấy, rất phù hợp cho chị em và các cô chú có tuổi. Với dòng này có 0,7 kW, dung tích xi lanh là 25,4 cc, trọng lượng nó chưa tới 7 kg, 6,8 kg. Chào quý bà con, các bác, anh chị trở lại với video của Thế Giới Máy. Thưa quý bà con, các bác, anh chị, máy cắt cỏ không những chỉ dùng cắt cỏ mà có thể dùng được rất là nhiều công việc: cắt lúa, cắt thân cây mía, thân cây ngô, phát quang đồi núi, rồi cắt tỉa cây cỏ làm cảnh, rất là nhiều tác dụng phải không? Và để có một sản phẩm chính hãng mà quý bà con bỏ đồng tiền ra mua xứng đáng với cái chất lượng của sản phẩm, thì ngày hôm nay cửa hàng Thế Giới Máy chúng tôi đang chuẩn bị một sản phẩm máy cắt cỏ hàng chính hãng Oshima với model Oshima TX260. Trước khi giao cho khách thì mình ráp đầy đủ các phụ kiện và cùng test máy và kiểm tra máy để đảm bảo chất lượng cũng như là uy tín để bàn giao cho khách. Hiện đây thì cùng để giới thiệu cho quý bà con nắm bắt được hàng chính hãng nó là như thế nào và mình nhận biết nó ra làm sao. Oshima TX260 này, đây là hàng sản xuất trên công nghệ Nhật Bản, ráp tại Thái Lan. Quý bà con cũng nhìn thấy về chất lượng thì quá là ổn, từ tấm chắn nhựa cho đến núm tay cầm cao su, ốp bảo vệ của máy rất là chắc chắn, nhựa là nhựa cao cấp, đảm bảo độ cứng dẻo, chống va đập tuyệt đối luôn. Đây là cái dây đeo bao da rất là mịn dẻo, các khóa là khóa inox. Chúng ta tìm hiểu một chút về cần máy. Đây là cái cần hàng chính hãng Oshima có tem và trên cần có dập chữ chìm này bà con. Có một lưỡi cắt hình chữ nhật có độ dày 1,6 ly nhân với 350 mm. Đây là tay ga và có công tắc tắt mở nằm ở đây. Đấy. Đây là cái cốt đeo ngoắc dây đeo vai của máy. Loại nhựa này thì đảm bảo với bà con xài không bao giờ hư. Ngoắc đeo có kim loại ở trong này. Còn máy bà con nhìn thấy dòng 260 này thì rất là gọn. Bên đây là bô lửa, hệ thống bô lửa là máng bảo vệ là dạng nhựa cao cấp, chống va đập là tuyệt đối luôn bà con. Bên này là lọc gió và bộ chế nằm đây. Phía sau là mâm dịch và bà con cũng lưu ý trên máy thì có in xuất xứ nhà sản xuất này, Made in Thái Lan này. Đấy. Và cái số series của máy là nằm ở trong sau thân máy này, dập bằng chữ chìm nhé bà con. Với dòng Oshima TX260 này thì có công suất là 0,7 kW, dung tích xi lanh là 25,4 cc, tốc độ vòng tua là từ 8.000 đến 12.000 vòng trên phút, tổng trọng lượng của máy thì chỉ có 6,8 kg, rất là nhẹ nhàng phải không ạ. Đầu máy cắt cỏ Oshima TX260 này là đầu máy động cơ 2 thì tỷ lệ xăng pha nhiên liệu là 25:1, tức là 25 lít xăng để 1 lít nhớt. Bây giờ mình sẽ đeo dây để test nổ máy cho bà con cùng kiểm tra cái công suất của máy, chất lượng của máy, tiếng nổ của máy là như thế nào. Bà con lưu ý bật công tắc ở bên tay ga. Đấy. Đây. Rất là nhẹ nhàng bà con. Rất là giòn, tiếng nổ cực kỳ đỉnh luôn. Quý bà con có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ tới cửa hàng Thế Giới Máy qua số điện thoại ở dưới video. Quý bà con yên tâm về chất lượng, bà con đừng quên đăng ký kênh, ấn nút like để theo dõi những video tiếp theo. Sẽ có rất nhiều sản phẩm tại cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.